À, Thắng xin kính chào anh chị khách hàng nha. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Thì đối với những mẫu xe hiện nay anh chị, xe mới hay là xe cũ cũng vậy, thì những chiếc mà 5 chỗ gầm cao á thì rất được lòng khách hàng luôn, bởi những cái giá trị mà nó mang lại, như là thứ nhất là nó khắc phục được cái sự ồn ào của những chiếc xe mà gầm thấp. Cái thứ hai là sự đa dụng khi mà di chuyển trên mọi cung đường á. Thì nếu mà người ta đi qua cầu hay là đi qua những cái đường mà nó gồ ghề á, thì đi những chiếc xe gầm cao thì nó sẽ thoải mái trong vấn đề di chuyển hơn, nó không bị cà gầm. Và cái thứ ba nữa là nó nhỏ gọn anh chị, dễ di chuyển. Và cái thứ tư là bên trong nó rộng rãi nha. Thì đó là lý do mà hiện nay á, rất nhiều anh chị lựa chọn những mẫu xe mà 5 chỗ gầm cao. Thì đối với xe cũ bên Thắng á anh chị, hiện nay thì đang có hai mẫu xe nha. Hai mẫu xe thuộc dạng là 5 chỗ gầm cao. Thì hôm nay Thắng sẽ đi quay chi tiết từng xe để cho anh chị chúng ta tham khảo. Nếu như mà cảm thấy mẫu xe đó phù hợp á, thì chúng ta có thể lên coi và chúng ta lái thử để trải nghiệm nha. Đầu tiên là mẫu Toyota Yaris anh chị. Toyota Yaris. Chiếc này thì sản xuất năm 2019 thì được 40.000 cây nha. Màu trắng. Và xe này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nè anh chị. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Máy 1.5 số tự động nha. Về hiện trạng xe nè, đèn trước nè anh chị. Đó, phía dưới có đèn LED định vị ban ngày nè. Ở dưới đây là đèn gầm. Xe này thì màu trắng và đã được khách hàng trước thay lớp rồi anh chị ơi. Đây. Lớp mới nè. Mâm nó nè. Thay lớp mới rồi. Hiện trạng xe thì cam kết về khâu chất lượng cho anh chị là không có bị đâm đụng, tai nạn, ngập nước hay tua hồ nè. Km là chuẩn. Và đối với xe cũ bên Thắng đó anh chị, thì khi mà anh chị mua nha, sẽ có bảo hành đó, bảo hành 1 năm hoặc là 20.000 km về động cơ và hộp số. Để anh chị yên tâm sử dụng nha. Tem nhiên liệu nữa anh chị. Thì xe này là máy 1.5 cho nên nó tương đối tiết kiệm nhiên liệu lắm. Trung bình kết hợp là 5,7 lít trăm cây nè. Trong đô thị là 7 lít, còn ngoài đô thị là có 4,9 lít trăm cây à. Chúng ta đi gia đình mà đi trên những cung đường mà xa á, thì cái phần mà tiêu hao nhiên liệu nó là một cái mà chúng ta cũng phải đáng suy nghĩ nha. Xe sau này thì nó có cái cảm biến sau nè anh chị, hai cảm biến để chúng ta ve thì nó sẽ có những cái tín hiệu để chúng ta biết được có vật cản phía sau nha. Cốp thì cũng tương đối rộng rãi. Đó là đặc điểm của những mẫu xe mà 5 chỗ gầm cao đây. Đối với chiếc cốp này thì anh chị để được mấy cái vali luôn á, đồ đạc chúng ta đi chơi xa nè. Ở dưới là cái lớp dự phòng nè anh chị. Xe này rất là đẹp luôn. Có con mắt cam ve phía sau nè. Đó. Xe màu trắng nhìn chỉnh chu nha. Cái kiểu này là kiểu hatchback đó anh chị. Kiểu hatchback thì cái đuôi phía sau nó sẽ rộng hơn. Nó sẽ rộng và nó nhô lên. Và chính vì điều đó mà nó sẽ được cái khoang hành lý cũng như là cái hàng ghế thứ hai nó rộng so với những cái mẫu sedan. Đó, xe khoảng sáng gầm nè anh chị. Đây, tắt đo găng tay cho anh chị coi nè. Đó. Anh hơn găng tay luôn. Đó. Thì chúng ta đi những cung đường mà gồ ghề á, thì chúng ta đi qua thì nó sao không có bị cạ gầm. Mà đó là cái tính linh hoạt của những mẫu xe mà 5 chỗ gầm cao nha. Rồi, vô coi bên trong nha anh chị. Đó, xe chìa khóa thông minh nè, có nút bấm nè anh chị. Nội thất là màu kem. Ghế da. Ghế da đục lỗ nè. Xe này hộp số tự động 6 cấp, điều hòa tự động nha, đầu DVD hiệu Bionia nè, vô lăng có cân bằng điện tử nên chị cảm biến sao. Bên trên thì trần nó màu đen, xe nhập khẩu Thái Lan. Đây cái tem nhập khẩu đây anh chị nè, Toyota Motor Thái Lan nè, sản xuất ở Thái Lan nha. Thì đối với những chiếc xe nhập đó anh chị, thì nếu mà về cái độ hoàn thiện chi tiết nó sẽ cao hơn so với những cái mẫu xe lắp ráp. Đó, anh chị đi thì về xu hướng thị trường bây giờ đa phần khách hàng chúng ta lựa chọn xe nhập không mà, tại vì nó đồ đạc nó bền hơn, rồi nó những cái sự lắp ráp của nó trau chuốt hơn nha. Đó, nhìn xe nó chỉnh chu hơn. Ngoài sau nè anh chị, đó cái trần ngồi rất là rộng luôn. Đó, anh chị đi thì nó khắc phục được đó, so với những mẫu sedan nó là chỗ đó. Phía sau này có chỗ để đồ ở trên cái kính nữa nè. Có cái tấm mà che cái khoang hành lý anh chị. Nhìn ra phía trước nè. Máy này 1.5 nha, xe này máy 1.5 tiết kiệm nhiên liệu lắm. Chiếc này thì bên Thắng đang chào bán mức giá là 538 triệu nha anh chị. Xe Toyota Yaris 2019 bản G. 538 triệu, xe đi được 40.000 cây. Xe này thì có hỗ trợ trả góp nữa. Anh chị trả trước là 30% nha, chúng ta góp được 4 năm. Nếu như mà anh chị cần tư vấn về vay ngân hàng á,
thì cứ liên hệ với Thắng đi, Thắng trao đổi qua điện thoại anh chị sẽ nắm rõ hơn. Rồi chiếc thứ hai, chiếc thứ hai là một chiếc xe lướt nha anh chị, chiếc xe lướt, xe ra mắt năm 2020 và cho đến tận bây giờ luôn, đó là một chiếc xe bán chạy nhất của Toyota. Đó là chiếc Toyota Cross nha, Toyota Corolla Cross. Chiếc này là sản xuất 2022 anh chị, xe đi được 23.000 cây nha, màu đỏ và mang biển số ở Bình Dương, Bình Dương. Anh chị nào mà khác tỉnh thì mình đang sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho mình. Xe này là sơn zin hầu như là trên 90% á anh chị. Có trang bị camera 360 độ nè, rồi gói an toàn Toyota Safety Sense, nổi tiếng nhất của Toyota bây giờ. Đèn nè, rất là đẹp luôn, làm dáng rất là đẹp. Đó, cũng thuộc 5 chỗ gầm cao nha. Đây, để Thắng đi qua bên hông, Thắng quay cái toàn thể cái xe cho anh chị coi nè, làm dáng. Xe này là nước lớp là zin theo xe hết luôn anh chị, đi được 23.000 cây à, 4 lớp zin theo xe. Còn bảo hành toàn quốc 5 năm nha, 5 năm là xe 2022 thì bảo hành 5 năm thì nó lên tới 2027 anh chị. 2027. Có cam 360 rồi có cốp điện đầy đủ hết. Đó, khách hàng cũng đang coi xe nè. Chiếc này thì giá chào bán là 778 triệu nha anh chị. Xe bản V, bản này là bản V. Bên trong nè. Ghế màu đen, nội thất màu đen. Bên trên thì có cửa sổ trời nè. Xe này cũng nhập khẩu Thái Lan luôn. Thằng số nè, điều hòa tự động nha, đầu DVD nè. Bên trên vô lăng thì có ga tự động, rồi những cái công nghệ như là cảnh báo điểm mù trên gương, rồi cảnh báo phương tiện cắt ngang, lệch làn đường, đó, đầy đủ mọi thứ. Rồi cảnh báo tiền va chạm, đó là cái gói an toàn Toyota Safety Sense. Phanh chân nè, chạy sàn 3D được trang bị thêm, bật lên xuống inox. Xe màu đỏ nhìn rất trẻ trung luôn. Đây, xe này thì động cơ của nó là 1.8 nha anh chị. Chiếc hồi nãy Yaris là 1.5, chiếc này 1.8 thì nó cũng tương đối tiết kiệm nhiên liệu lắm. Đi êm lắm anh chị ạ. Xe này theo ngôn ngữ thiết kế toàn cầu á. Phía sau nè, phía sau anh chị thấy không? Đó, kiểu nó có là phía sau nó rộng á, ngồi thoải mái lắm. Đây là tem tiêu hao nhiên liệu nè anh chị. Kết hợp là 7 lít 100 cây, trong đô thị là 9 lít, còn ngoài đô thị, còn ngoài đô thị 5,9 nha. Rất tiết kiệm nhiên liệu. Cấp điện nè, cảm biến sau 4 cái, cấp điện 1 phút nhắn nè, được trang bị thêm. Cái này trang bị thêm nha anh chị. Đó là xe cũ thì chủ trước trang bị thêm cái gì thì bên Thắng sẽ để lại cho anh chị dùng. Rồi những cái viền che mưa nè, chén cửa đầy đủ hết thì bên Thắng sẽ để lại cho anh chị dùng hết luôn. Xe rất là mới. Họ đăng kiểm đường bộ của xe tới tháng 5 2025 luôn nè anh chị. Đó, một chiếc xe lướt nha, xe lướt. Giá là 778 triệu. Đó, đó là hai mẫu xe mà 5 chỗ gầm cao cho anh chị chúng ta lựa chọn nha. Chiếc đầu tiên là Yaris 2019, giá là 538 triệu. Còn chiếc này là Cross bản V là bản giữa. Thì sản xuất năm 2022, giá là 778 triệu. Thì hai xe này thì đều có cam kết chất lượng nè, rồi có bảo hành nè, rồi có hỗ trợ trả góp nữa. Thì anh chị đang có nhu cầu vào dòng nào á thì cứ liên hệ với Thắng và Thắng sẽ trao đổi cụ thể hơn về từng xe nha. Rồi, rất cảm ơn anh chị đã xem video ngày hôm nay và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau nha.